Anh hai ơi, sao tự dưng cái hả? Anh mất trí nhớ tạm thời vậy? Anh có tiêm vaccine mà kiểu mà quá liều không? Anh có tiêm vaccine quá liều không? Anh có tiêm vaccine nhiều mũi không? Sao tự dưng anh quên ngang vậy anh hai? Anh lên cái anh nói cái gì vậy? Anh không hiểu gì trơn á, không biết gì trơn á, vậy hả? Không biết thiệt không? Không biết thiệt không anh hai? Không biết thiệt không anh hai? Em ơi, em gái ơi, em gái thương ơi, anh không biết gì trên chuyện gì xảy ra vậy em. Vậy bữa giờ anh đi đâu vậy anh hai? Bữa giờ anh đi đâu vậy anh hai? Bữa giờ anh theo drama thầy Thích Minh Tuệ hả? Cho nên anh không biết vụ gì trơn hả anh hai? Thôi bớt bớt đi Chí Cảnh ơi, moi ra ngoài cái con mà Nguyễn Thị Oanh nè, bớt thì biến ra ngoài đi má. Cái con mẹ mà Nguyễn Thị Oanh, nếu như mà không thích nghe thì biến ra ngoài, đừng vô đây khuyên. Đừng vô đây khuyên, đừng vô đây khuyên má ơi, má không thích thì má biến ra ngoài, không có bớt gì trơn á. Bây giờ thích thêm thì sao? Bây giờ thích thêm thì sao hả? Cái con mà Nguyễn Thị Oanh. Cái con Nguyễn Thị Oanh ơi, không thích thì biến ra ngoài má, đừng có bớt gì trơn á. Bây giờ tao không thích bớt, tao thích thêm thì sao? Chứ bây giờ mày mày thấy nó lên nó nói vậy rồi ảnh hưởng tới 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 chị này rồi sao mày kêu tao im hả? Mày thấy hả, ngày hôm nay mày không thấy ngày hôm nay nó vào nó tấn công chị này hả? Mày không thấy nó thả phẫn nộ, nó mướn comment thả phẫn nộ chị này hả? Mà mày kêu bớt là bớt cái gì? Mày kêu bớt là bớt cái gì hả? Cái con mà Nguyễn Thị Oanh, gia đình người ta. Còn cái chuyện của tao tao nói kệ tao, gia đình ta chứ phải gia đình mày đâu mày vô mày ý kiến. Chứ bây giờ cái miệng của tao tao thích tao nói, tao nói, mày không thích mày đi ra ngoài. Gia đình người ta người ơ rồi mày mệt mệt mày quá. Mọi người cho cái con Nguyễn Thị Oanh này một một cái ấy coi. Mọi người cho con Nguyễn Thị Oanh này cái một 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 cái biểu tượng phẫn nộ coi. Mọi người cho cái con Nguyễn Thị Oanh này một cái biểu tượng phẫn nộ coi mọi người. Chắc là xoài xoài non hả? Chắc xoài non vô đây kêu bớt bớt hả má? Mày có thấy là nhờ ơn của anh á mà ngày hôm nay em gái nhận thêm một đống anti-fan đó. Và để cho cái lũ quay xe đó nó lên rồi nó mỉa mai, nó cười hả hê đó, mày không thấy hả? Mày không thấy hả? Cái con Nguyễn Thị Oanh, tao nói cho mày nghe nè, Nguyễn Thị Oanh nhờ ơn anh hai đó mà ngày hôm nay em gái nhận thêm một đống anti-fan, đồng thời cho cái lũ quay xe, cho cái con Thủy Hà Mã, cái con tám Vlog, cái thằng Thái Hoàng và cái thằng thám tử lùng nó hả hê đó, nó hả hê rồi nó tấn công chị Ni đó, mày không thấy hả? Mày không thấy là sao cái status của anh hai của mày đó lên một cái chị Ni bị tấn công dữ dội hả? Cái con mà Nguyễn Thị Oanh mày kêu tao bớt là bớt làm sao? Mày lương thiện quá, mày mà bớt nhiều chuyện đó mày đi ra ngoài. Mày mà không có nhiều chuyện đó mày đi ra ngoài đi má. Còn mày đi vô like của tao là mày cũng nhiều chuyện rồi. Mày vô like tao là nhiều chuyện, chứ vô like tao là đừng có ấy má ơi, đừng có kiểu mà thánh thiện, đừng có kiểu mà nhân hậu nhân từ đồ. Mày cũng biết gia đình của người ta đâu hả? Vậy like là like của tao, tao thích là tao nói. Tao thích là tao nói, còn mày bớt là mày đi ra ngoài, mày bớt là mày đi ra ngoài nha con. Yêu cầu thằng gì vậy? Thì nói chung là Chí Cảnh nghĩ là anh hai á, làm bữa nay anh hai lên anh hai nói là cái gì vậy, cái gì vậy em gái, anh không biết gì hết trơn á, cái gì vậy em, anh không biết rồi sao tự dưng rồi quên ngang vậy. Không biết là anh hai tiêm bao nhiêu mũi vaccine mà có vẻ như anh hai hơi bị mau quên nha. Mà nói nghe nè anh hai, anh hai ơi, nếu như trong trường hợp mà anh hai mau quên, mua cái này nha, cái này là Q10 CQ10 nè. Cái này là dành cho những người nào mà hay quên á, hay quên mà thần kinh hay quên đồ này nọ đó. Cái này là an thần dễ ngủ dữ lắm nha, an thần dễ ngủ dữ lắm nha nha anh hai nha, an thần dễ ngủ, phục hồi trí nhớ, và đặc biệt nó cũng ngăn ngừa đột quỵ nữa nha, ngăn ngừa đột quỵ. Ai mà bị kiểu mà bị rối loạn tiền đình đồ đó mua cái này liền nha mọi người, cái này đang giảm giá nha. Bình thường tới 1.000.000 mấy lần, bữa nay chỉ cảnh bán 950.000 thôi. Má nào mà sợ đột quỵ hay là má nào có cái tính mau quên đó, uống cái này liền mỗi ngày một viên nha.
Mỗi ngày một viên nha mọi người nha. Má tôi nói cái gì đây nè? Giờ má xuống núi má ra trận mỗi ngày tới nó 1 lít. Trời ơi má tôi, trời ơi là trời, má tôi là đã tu lâu rồi. Má tôi đã tu lâu rồi mà ngày hôm nay má tôi phải xuống núi là mọi người biết rồi đó. Mọi người biết cái mức độ mà giả tạo tới cỡ nào rồi đó, đúng không? Chứ má tôi đã quy ẩn giang hồ rồi, má tôi đã quy ẩn giang hồ từ lâu và đã không có màng tới drama rồi mà bị thấy kiểu mà bị kiểu mà giả tạo quá, diễn quá, cho nên má tôi là phải xuống núi đó. Trời ơi, chứ má tôi là coi như là đã không màng drama rồi, bả lên bả tu, trời ơi là trời, bả tu mấy năm nay bả không có thèm ra đó mà bây giờ hại bả để bả xuống núi vậy đó, hại má tôi không, để cho bả yên, để cho bả tu cho bả yên bả chởn đi, rồi làm sao mà để cho bả xuống núi vậy trời, bả ăn chay trường đó, má tôi bả ăn chay trường đó, bả bây giờ bả xuống núi là căng nha. Má tôi mỗi lần bà xuống núi là căng nha mọi người nha, cho nên tôi sợ lắm mấy má ơi, tôi sợ má tôi xuống núi lắm, mỗi lần má tôi bà xuống núi một cái là tôi nói là long long trời lở đất đó nha. Bà đã tu rồi, cho bà tu đi, bà hiền rồi, cho bà hiền đi, mà tôi nói thiệt cho má tôi, bà lên núi rồi có nghĩa là bà đã không có màng tới sự đời rồi, bà coi như là bà buông bỏ từ lâu rồi. Cảm ơn mà không tên đã tặng sao nha, ai ở bên nước ngoài tặng sao cho Chí Cảnh nha, bây giờ Chí Cảnh đã nhận được tiền sao rồi đó, cho nên mọi người cứ tặng thoải mái nha mọi người. Ai mà ở bên Mỹ nè, ai bên Mỹ hay bên nước ngoài hay ai có sao á, tặng sao cho Chí Cảnh nha mọi người. Chí Cảnh đã nhận được sao rồi nha mọi người nha, cho nên mọi người cứ tặng thoải mái nha mọi người. Hồi trước là Chí Cảnh cản, hồi trước ai tặng sao là Chí Cảnh cản, bởi vì Chí Cảnh không có nhận được sao, không có nhận được tiền, nhưng mà bây giờ là Chí Cảnh đã nhận được tiền rồi nha, cho nên ai có sao thì cứ tặng thoải mái đi mọi người. Để bây giờ tôi sẽ phân tích cái để bây giờ Chí Cảnh sẽ phân tích cái status của anh hai nha, để xem anh hai à cái gì đây nè, thuốc gì đấy hả chị ơi, chị anh Tiến Minh ơi, anh Tiến Minh ơi, mua cái CQ10 nè anh ơi, cái này là phục hồi trí nhớ nè, má nào mà hay quên á, má nào mà hay quên á, chẳng hạn như anh hai đó, uống cái này vô nha, phục hồi trí nhớ và đặc biệt ngăn ngừa đột quỵ nha. Ai bị rối loạn tiền đình uống cái này vô là ok la nha mọi người nha, nó rất là an thần, rất là dễ ngủ, mỗi ngày một viên nha mọi người. Cái này là 1.000.000 giảm xuống còn 950.000 nha, ai mà thương thì ủng hộ Chí Cảnh nha mọi người nha. Cái này là 950.000, ai mà thương thì để lại số điện thoại nha. Rồi bây giờ mình sẽ phân tích cái bữa nay tôi làm thám tử nha mọi người, tôi làm thám tử nha, bây giờ tôi sẽ phân tích cái status của anh hai nha. Để phân tích cái status của anh hai coi nè, để cho mọi người thấy là anh hai ảnh thật thà tới cỡ nào nha, anh hai ảnh đáng thương tới cỡ nào nha mọi người nha. Mọi người xe lên dùm Chí Cảnh một lượt xe đi mọi người, cho lên mấy ngàn người đi, cho tôi bữa nay tôi gu thời trang là mọi người xe dùm Chí Cảnh một lượt xe đi mọi người ơi, xe dùm Chí Cảnh một lượt xe đi mọi người. Ủa cái gì vậy? Rồi nha, mọi người xe cho một lượt xe đi, để Chí Cảnh sẽ đọc cái status và mình sẽ phân tích từ từ nha, để mọi người thấy được cái sự mà diễn của anh hai như thế nào nha. Lên 1.000 đi, lên 1.000 đi mọi người ơi, lên 1.000 đi, gần được rồi mọi người ơi. Để tôi bắt đầu, lâu rồi Chí Cảnh mới like một lần đó, lâu rồi mới like một lần đó, không có lâu lâu mới like một lần nha. Xe lên đi để Chí Cảnh sẽ phân tích cái status của anh hai nha mọi người. Phân tích tới đâu là mọi người sẽ cảm thấy cái sự diễn rất là dở luôn á, diễn dở lắm nha. Rồi gần được 1.000 lượt rồi mọi người ơi, mới có được 3.000 lượt xe vậy ta. Chị Nguyễn Thủy ơi, lòi vô. Xe đi cả nhà ơi, xe đi, gần được 1.000 rồi mọi người ơi. Mình sẽ bắt đầu mình phân tích cái oh my god, cảm ơn không tên đã tặng Chí Cảnh 55 sao nha. Cảm ơn không tên rất là nhiều, chế nào mà ở bên Mỹ đó ủng hộ cho Chí Cảnh sao đi. Bữa nay Chí Cảnh nhận được tiền sao rồi đó mọi người. Rồi bắt đầu mình sẽ phân tích cái status của anh hai nha mọi người nha. Em gái thương, anh vừa thấy status của em đăng anh rất ngạc nhiên. Kiểu mà bất ngờ đó mọi người, bất ngờ đó, ủa bất ngờ đó mọi người, bất ngờ mà không có giật mình nha mấy má. Anh hai cảm thấy rất là ngạc nhiên, là kiểu bất ngờ đó, nhưng mà không có giật mình, kiểu mà bất ngờ chơi cho vui đó mấy má, bất ngờ kiểu bất ngờ gì đam mê đó. Anh không hiểu việc gì xảy ra giữa anh và em, u là trời má ơi, anh không hiểu việc gì xảy ra giữa anh và em, rồi không hiểu thiệt không, rồi không hiểu thiệt không anh. Ừ, anh ở đâu vậy? Bữa giờ anh ở đâu vậy anh? Bữa giờ hình như là kiểu mà anh hôm bữa thấy anh đi du lịch đó, hình như anh ra đảo đúng không? Ở ngoài đó chắc không có internet. Bữa hôm anh đi du lịch mà anh ra đảo đó, cho nên không có kiểu mà
Bữa hổm anh đi ra đảo cho nên là ở chỗ anh không có internet, cho nên không bữa giờ không cập nhật tình hình đúng không? Đúng không anh hai nè? Ai mà thấy đúng comment chữ đúng giùm thôi để tôi phân tích cho mọi người nghe cái sự mà diễn của anh hai nha. Anh không hiểu việc gì xảy ra giữa anh và em. Oh my god, trời ơi là trời má ơi. Trong khi anh hai đi đâu cũng có trợ lý quay. Tao nói quay ngày, quay đêm, quay xuôi, quay ngược. Mà một cái chuyện chấn động như vậy mà anh hai hổng, bữa giờ không biết, không biết chuyện gì xảy ra hết trơn á mọi người. Giống như kiểu bữa giờ anh hai đi du lịch đó. Anh hai đi du lịch cái xong rồi anh hai đi ra đảo. Mà ở ngoài đảo là không có internet nha mấy má. Cho nên anh hai không biết, anh hai không có biết cái gì hết trơn á mấy mày ơi. Hay là tại vì bữa giờ anh hai theo kiểu mà hay ủng hộ thầy Thích Minh Tuệ cho nên kể không có quen, không có biết cái drama này. Cảm ơn không quên tên, ủa không tên quên nha, đã tặng sao cho Chí Cảnh rất là nhiều, cảm ơn nha, đã được khá là nhiều sao rồi đó. Ôi trời ơi, cảm ơn chị Linda nha, chị Linda đã tặng Chí Cảnh 100 sao, cảm ơn chị yêu nha. Trời ơi, mấy má tặng sao là tôi có tiền, tôi like hoài luôn đó. Rồi bây giờ tiếp theo nha mấy mẹ. Anh không hiểu việc gì xảy ra giữa anh và em mà đến nỗi em phải buồn. Anh làm gì sai hả em? Thôi cái gì vậy? Cái gì vậy anh? Anh không làm gì sai chứ anh đúng. Anh mà sao sai được? Anh hai là phải đúng chứ. Anh hai là sao sai được đúng không? Sai là do em gái sai. Em gái sai, anh hai không có sai. Anh hai đúng nha. Anh hai đúng 100% đó. Cá Cảnh trả lại 5 triệu cho gì vậy? Từ thiện cho chị ấy hả? Chị follow hả? Tao nói cho mày nghe này, cái con đó tên gì vậy? Cái con đó mày tên cái gì nè? 5 triệu đó đó, mày đòi giùm chị mày đúng không? Mày đòi giùm chị mày đó, mày liên hệ với nạn nhân á. Mày liên hệ với nạn nhân á ở dưới mà Trà Vinh á, mày đi xuống dưới mày đòi, tại vì chị mày là ủng hộ cho nạn nhân chứ không phải là cho tao. Cho nên tự dưng cái mày kêu tao trả tiền từ thiện cho chị mày. Trời ơi, cái gì vậy má? Đi to từ thiện rồi bây giờ ai xúi mày? Ai xúi mày tự dưng cái mày đi đòi vậy má? Mày đi đòi giùm chị mày hả? Mày đi đòi giùm chị mày hả? Mà phải chi cho tao đó. Phải chi cho tao mà mày đòi thì tao chịu. Còn cái này là cho nạn nhân má ơi. Cái này là cho nạn nhân ở dưới chị đã trở lại cho nạn nhân. Cho nạn nhân, cho nên muốn đòi thì đi xuống dưới nạn nhân đòi ở dưới kìa má ơi. Trời ơi, đi ủng hộ người ta rồi bây giờ có 5 triệu mà cũng đòi nữa là sao chị má? Tự dưng cái hả, đi xuống cái gì mà tự dưng cái đi xuống dưới trả nợ, trả cho người ta. Chị mày là ủng hộ cho nạn nhân chứ có cho tao đâu. Mà tự dưng là đòi sao chị má? Mà có 5 triệu mà sao đòi gì kỳ vậy trời. Đại gia mà sao kỳ vậy ta? Kỳ nha, cái này kỳ nha má. Mày xin tiền mày nhận, trời ơi mày xin mày nhận tiền, oh my god. Thôi mày muốn gì mày kêu chị mày nói chuyện với tao chứ mày thì không có đủ tư cách đâu để tao lóc cái con này để nó khỏi sủa nè mọi người. Để lóc con này cho nó khỏi sủa bậy nè, để lóc đi để mình sẽ tập trung nha, cho mắt cam nó vô rồi nó sủa thấy mệt quá mọi người ơi nha. Rồi lóc rồi nha mọi người, để mình tiếp tục nha. Để mình tiếp tục nha mọi người, cho nó vô nó nói râu râu nó mệt quá nha mọi người nha. Rồi anh làm gì sai hả em? Anh không có sai, anh đúng 100%. Anh mà làm sao sai được, em mới sai, anh không có sai nha. Anh em mình đã cùng bên nhau chia sẻ buồn vui từ lúc ba mình còn sống. Khi ba mất anh là anh hai nên thấy em khó khăn. Điều gì anh luôn động viên giúp đỡ tinh thần lẫn tài chính. Trời ơi vậy đó hả? Ngày hôm nay anh kiểu mà anh nhắc cho em nhớ là anh giúp đỡ từ tinh thần cho tới vật chất luôn đó đúng không anh? Lẫn tài chính luôn vậy đó hả? Ngày hôm nay là anh nhắc đó, anh nhắc để cho cộng đồng mạng biết là anh có giúp đỡ đúng không? Kiểu mà anh đã có giúp đỡ em mình nè đúng không? Để coi đây nè. Anh em mình đã cùng bên nhau chia sẻ buồn vui từ lúc ba mình còn sống. Khi ba mất anh hai thấy em khó khăn, cho nên anh hai giúp đỡ em, động viên giúp đỡ tinh thần lẫn tài chính nha mọi người nha. Ngày hôm nay thì anh hai đã chính thức lên tiếng. Anh hai chính thức lên tiếng là anh hai nói là anh hai đã giúp tài chính đó mọi người. Mà giúp bao nhiêu thì mình không biết nha. Rồi lúc gần đây em có điện thoại than với anh. Chữ than này có đúng không vậy ta? Than thân là chữ than, sao chữ than này có thấy nó hơi kỳ kỳ nha. Than với anh. Anh hai ơi, em buôn bán lúc này hơi khó khăn, anh hai giúp em bán mỹ phẩm giống anh hai được không?
Anh hai ok liền bỏ thời gian đưa em xuống tận nhà máy giúp em kinh doanh mà không cần phải bỏ vốn đồng nào. Anh vui lắm và luôn dặn em luôn gán buôn bán tích lũy. Nói nghe nè. Anh giúp đỡ em đưa em xuống nhà máy mà không bỏ vốn có nghĩa là bán cho anh đó hả? Có nghĩa là cái câu này là sao ta? Cái này là có nghĩa là trước đó thì anh hai là đưa em xuống tận nhà máy mỹ phẩm gì đó là của anh hai hả? Rồi xong rồi không cần bỏ vốn là bán cho anh hai hay sao, hay là sao ta? Có nghĩa là không biết là có phải là do em hai em gái không nghe lời anh hai rồi em gái tự tự lập ra một cái hãng mỹ phẩm rồi không biết anh hai có buồn không đó, chứ cái bữa khai trương là không thấy anh. Cái bữa khai trương là không thấy anh nha. Cái bữa khai trương là không thấy anh cho nên là có thể là do em gái không có chịu bán cho anh hay gì đây nè. Coi như là tại vì anh hai giúp nè, anh hai giúp mà cái con mặt là con Trần Liên thôi đừng dừng chí cảnh ơi, Trần Liên không thích nghe thì đi biến ra ngoài nha má. Đừng có thôi thôi gì chân á má ơi, nó đi vô đây nó thôi thôi mệt quá à. Nó thôi thôi được không mà tao rất là ghét mấy cái con mà vô thôi thôi lắm, tao đang nói mà thôi thôi gì má. Tao rất là ghét mấy cái con họ cái thôi thôi thôi. Tao đang livestream tao đang nói mà thôi cái gì mà thôi. Mày không thích thì mày lướt ra ngoài hay là mày đi qua bên anh hai mày coi. Còn tao đang đọc cái status này để tao giải thích cho tụi bay nghe là anh hai là kiểu mà rất là thương em gái. Tao lên tao giải thích cho tụi bay nghe mà tụi bay thôi thôi cái gì. Tao phải nói chứ, tao phải nói chứ. Tại vì nhờ ơn anh hai mà ngày hôm nay Hồng Loan có thêm nhiều anti-fan. Rồi, để cho cái lũ quay xe nó vào để mà nó hả hê thì phải nói chứ. Rồi đâu rồi đây nè. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là anh hai đã giúp em, có nghĩa là giúp em xuống tận nhà máy nhưng mà kiểu mà không biết là do em gái không có bán hay là sao đó cho nên không biết anh hai có buồn hay không. Rồi tự dưng cái về cái em gái tự lập ra hãng mỹ phẩm riêng mang tên mình, cái xong rồi cái ngày khai trương thì hình như là tôi không có thấy anh hai tới thì có thể là anh hai buồn hay gì đó đúng không mọi người, cho nên là anh hai không tới tại vì là anh hai kêu là không cần bỏ vốn. Không cần bỏ vốn anh hai giúp đỡ cho mà tự dưng em gái không nghe rồi em gái tự mở cái thương hiệu riêng rồi anh hai không có tới ủng hộ em gái vậy thôi đúng không mọi người. Tiếp theo nha mấy má. Đâu rồi, nay chuyện gì xảy ra đến mức phải nghi ngờ tình cảm anh em mình vậy em? Trời ơi anh hai không hiểu gì luôn đó mọi người, có nghĩa là một cái sự bất ngờ, có nghĩa là một cái sự bất ngờ là anh hai không có hiểu cái gì luôn á. Sao tự dưng ngày hôm nay xảy ra chuyện gì, ngày hôm nay xảy ra chuyện gì đến cái mức độ mà phải nghi ngờ tình cảm anh em mình vậy em? Là không có kiểu mà không biết, anh hai không biết nha, anh hai không có biết cái gì hết trơn á. Rồi tại sao đó, tại sao đó mọi người, tại sao nếu trong lòng em nghĩ anh là anh của em, mình là gia đình, cần gì thì nhắn tin hoặc gọi cho anh xem, hỏi xem anh thật hư như thế nào, em phải kiểm chứng từ anh sẽ trả lời mang tính xác thực. Tại sao em gái lại lên mạng đăng đàn và khóc lóc như thế thì em đã không coi anh là anh hai rồi. Còn đó, để tao phân tích cái vụ này nha, tao phân tích cái vụ này nè, cái vụ này là tao ghét lắm nè. Tại sao đây nè mọi người, tại sao nếu trong lòng em nghĩ em là em của anh, mình là gia đình, có gì sao không nhắn cho anh mà em lên mạng em khóc lóc? Nói nghe nè anh hai, nói nghe nè. À, hồi hồi trưa đã thấy thấy người ta đăng cái tin nhắn á, em gái nhắn tin cho anh ngày 16 mà tới ngày hôm nay đó anh đã trả lời, nhắn tin cho anh ngày 16 mà bữa nay là ngày 2 rồi. Trời ơi nhắn tin 2023 mà 2024 mới trả lời rồi sao mà tâm sự được anh hai. Anh hai ơi không có like trên Facebook, chứ cảnh không có like trên ở chứ cảnh không có like trên YouTube nha, chứ cảnh chỉ like trên Facebook thôi nha mọi người. Anh hai ơi nó nghe nè, anh hai ơi nó nghe nè, anh kêu á là sao mà em không gái không tâm sự mỏng với anh, có gì anh, mình là anh em, mình là gia đình mà, tại sao mình không có nhắn tin cho anh, chứ người ta nhắn cho anh ngày 16 mà tới ngày nay hôm nay là nửa tháng rồi anh không có trả lời rồi sao mà tâm sự được anh.
nhắn tin 2023 mà 2024 anh mới trả lời rồi làm sao mà tâm sự. Trời ơi là trời, vậy là mất hứng hết rồi, lấy gì mà tâm sự anh. Với lại nhiều khi rồi nhắn cho anh cái lúc đó rồi tới cả năm sau anh mới trả lời, rồi có nhớ là muốn nói gì không. Nhiều khi người ta muốn tâm sự với anh cái tới lúc mà anh trả lời cái người ta quên luôn rồi, tao quên là tao muốn nói cái gì rồi. Tao nói mấy cái con nào mà chuyện thôi thôi là đi ra ngoài nha. Con nào mà tao nói chỉ cần comment thôi thôi là tao lấp liền nha, không có vô coi tao được nữa nghe. Bớt thôi đi má, nếu như không muốn nghe biến ra ngoài. Con nào mà không muốn nghe biến ra ngoài đừng có thôi thôi gì hết trơn á. Mấy mày tụi bay giả tạo quá, tụi bay rất là nhiều chuyện mà giả tạo nha. Muốn vô nghe thì im cái miệng lại, hoặc là ok ủng hộ Chí Cảnh đi rồi tao cho nghe, còn vô thôi là tao lấp liền đó nha con. Trời ơi trời, tụi bay bớt bớt cái miệng tụi bay lại đi. Rồi để tao nói tiếp nè, tao nói tiếp cái vụ này nè, cái vụ mà sao mà hỏng hỏng tâm sự nè. À, mình là anh em nếu em nghĩ anh là anh hai trong lòng của em thì em phải tâm sự với anh đúng không? Rồi cái lúc mà anh buồn lòng em gái đó anh, cái lúc mà anh buồn lòng em gái đó, anh buồn lòng chị Ni đó, làm sao anh không nói với em một tiếng? Mình là anh hai, cái lúc mình buồn lòng sao mình không có nói với em gái một tiếng? Mình phải nhắn cho em gái ơi em muốn làm cái gì, em phải hỏi ý kiến anh hai nè cưng. Thì anh có xem người ta là em gái của anh chưa? Anh có xem người ta là con gái, ủa là em gái của anh chưa? Mọi người thấy đúng, comment chữ đúng lên cho cái like này nó lan tỏa lên đi mấy má. Xe mạnh lên đi để ta tức quá, ta thấy giả tạo quá, tao ghét lắm đó. Nói nghe nè, cái lúc mà anh buồn em gái đó, cái lúc mà anh buồn em gái đó, sao anh không nhắn tin cho em gái? Mình là anh trai mà, mình là anh trai thì mình nói là ừ em ơi, tất cả mọi việc á, là bây giờ anh thấy là hình như em cũng không có nhớ tới anh. Em làm gì em cũng phải hỏi ý kiến anh, đúng không? Nếu như mình xem em là em gái, mình xem em là em gái thì mình phải hỏi ý kiến, mình phải nhắn cho em mình một tiếng. Mình nói là dạo này á, em giống như kiểu em cũng quên anh rồi hay sao, mà cho giống như kiểu mọi chuyện em tự quyết định vậy, em phải hỏi anh một tiếng, đúng không mọi người? Anh trách em tại sao em không nhắn cho anh, mà trong khi anh thì lại không nhắn cho em. Đúng quá hô, má nào thấy đúng comment chữ đúng lên coi. Má nào thấy đúng comment chữ đúng lên coi mọi người. Để tôi thử coi anh hai ảnh có giả tạo không, có kiểu nói chuyện có bị mâu thuẫn không, nói chuyện có bị mâu thuẫn không. Trong khi á, bản thân mình là anh bản thân mình là anh, nếu như mình buồn lòng em gái mà mình xem người đó là em gái thì mình phải chủ động mình nhắn cho em mình một tiếng. Mình có quyền mà, mình phải nói là ừ em ơi, dạo gần đây á, anh thấy là giống như kiểu mọi thứ em không có nói cho anh nghe, cho nên là có gì thì em phải chia sẻ với anh để anh cùng gánh vác với em. Mình phải nói chứ, sao mình không nói, mình cũng không nói rồi bây giờ mình trách em gái, mình nói em gái có chuyện gì sao không chịu nói với anh. Chứ cái lúc đó anh đi xô miệt mài quá rồi, nhiều khi người ta thấy anh bận rộn quá rồi sao người ta dám nói. Cho nên là chỉ cảm thấy là có cái tin nhắn đăng lên là nhắn tin ngày 16 mà ngày hôm nay là tới ngày 2, ngày 3 gì rồi mới trả lời. Ngày 2, ngày 3 gì đó mới trả lời mà cả nửa tháng như vậy rồi sao mà tâm sự gì được, đúng không mọi người? Rồi để kể cho nghe. Ảnh trách em gái á, là không chịu tâm sự với em ra với anh mà lên mạng khóc lóc. Lên mạng khóc lóc kể lể như vậy là không có xem anh là anh hai đúng không? Thà người ta lên mạng người ta khóc lóc. Thà người ta lên mạng người ta khóc lóc để cho hết cái nỗi lòng của người ta. Và khi mà người ta lên mạng người ta khóc mà người ta cũng không có nói gì tới anh hai hết. Người ta chỉ nói là tại sao em cảm thấy rất là buồn vậy thôi, đúng không mọi người? Người ta lên mạng người ta khóc. Trong lúc livestream thì có một khán giả người ta hỏi á, là sao bữa nay buồn vậy. Thì trong cái lúc mà bị chạnh lòng đó thì Hồng Long mới nói là rất là buồn vậy thôi, đúng không? Cũng chưa nói gì tới anh hai hết. Còn anh hai, anh đi, anh kiểu anh gọi điện, anh tâm sự với con qua hậu bảy màu. Tại sao chuyện gia đình mà anh lại đi tâm sự với con hoa hậu bảy màu vậy anh hai? Rồi anh trách ai? Đúng không mọi người? Đúng không mọi người? Mọi người có thấy là anh hai là như vậy là đúng chưa? Hồng Loan lên mạng khóc lóc. Người ta chỉ có live stream rồi một khán giả họ hỏi cái gì đó rồi Hồng Loan cảm thấy bị chạnh lòng rồi Hồng Loan khóc thôi. Rồi Hồng Loan mới cảm thấy hơi buồn và tự hỏi tại sao và chưa hề nói gì tới anh hai hết. Còn bản thân anh hai thì đi gọi điện cho con hoa hậu bảy màu.
gọi điện cho con hoa hậu Bảy Màu để mà tâm sự tỉ tê, đi nói cái chuyện pháp lý, đi nói cái chuyện gia đình, nói những cái chuyện nội bộ cho con hoa hậu Bảy Màu nó nghe. Rồi cái nết anh vậy, rồi anh kín đáo dữ chưa anh hai? Anh kín đáo dữ chưa mà anh lên anh trách Hồng Loan, anh trách Hồng Loan là sao mà lên mạng khóc lóc? Chứ anh tự anh biết cái con Bảy Màu nó là YouTube mà anh hai. Anh ơi, phải chi cái con hoa hậu Bảy Màu đó là cái con mà kiểu cái con đó con kín đáo, cái con đó là nó không có lên mạng xã hội thì anh tâm sự với nó cũng được đi. Còn Bảy Màu là một con YouTube anh ơi, anh gọi cho nó là thế nào cũng có chuyện hà, đúng không mấy má? Đúng không? Má nào thấy đúng á comment cho đúng coi, ủng hộ tinh thần để tao nói tiếp, tao giật mặt tiếp mà tao làm cho kiểu ra mà ba mặt một lời luôn, là khỏi cần ba mặt, một mình tôi là ra ba mặt liền. Đúng chưa mọi người? Đúng chưa, đúng chưa? Để kể, để ví dụ như anh hai nói em gái là tại sao đi chơi lên mạng khóc lóc vậy em, vậy thì tại sao anh lại đi gọi điện cho con Bảy Màu rồi anh kể với nó, mà cái giọng của anh thì nói chung là nó cũng không có kiểu, cái giọng anh nó cũng dữ dội lắm anh ơi. À, anh ơi, anh nói dữ lắm, anh nói mà kiểu mà lấn át con Bảy Màu luôn đó, anh nói mà anh lấn át cái giọng con Bảy Màu luôn đó, cho nên là nó tung lên là nghe giọng anh không mà không nghe giọng nó luôn đó anh hai. Anh có nhớ không, để em nhắc lại cho anh nhớ nè, anh hai hay quên quá. Nó nghe nè, anh hai ơi quên mua cái này uống vô liền. Nếu như trong trường hợp mà anh hai có quên đó, mua cái này Q10 anh ơi, phục hồi trí nhớ rồi chống đột quỵ rồi ngủ ngon đâu này nọ, má nào mất ngủ ngủ ngon mà bị rối loạn chóng mặt đâu đó, uống cái này vô 1.000.000 giảm còn 950.000 nha. Má nào thương chí cảnh ủng hộ một hũ coi nè đó, để tôi kể tiếp nè. Thì bây giờ để kể cho mọi người nghe là nếu như mà trong trường hợp mà anh hai cảm thấy là anh thương em gái và anh xem em gái giống như là gia đình, giống như cái lời anh nói đó, là mình là gia đình gì nè, mình là gia đình mà em nè, em có buồn chuyện gì sao em không nói với anh, sao không hỏi thật hư như thế nào, em không hỏi thật hư như thế nào mà phải kiểm chứng từ anh để anh trả lời chính xác chứ. Vậy thì cái lúc mà anh buồn lòng em gái đó, sao anh không gọi điện cho em gái anh hỏi? Anh hỏi là em ơi sao dạo này em không có thông qua anh hai mà em nghe lời chị Nơi, em nghe lời con Nơi, sao anh em có phải là em không còn thương anh hai nữa hay không, để coi em gái trả lời sao. Đúng không mọi người, để coi em gái trả lời sao. Còn cái này tự dưng cái hả mình không có nói cái gì hết trơn á, cái mình giận cái tự dưng cái mình đi mét lại với cái con Bảy Màu. Bi mét lại với con Bảy Màu, mà phải chi con Bảy Màu là một cái con hoa hậu kín đáo quá thì ok. Còn cái con hoa hậu này, cái con hoa hậu làm YouTuber, cái con hoa hậu làm YouTuber mà nói với nó là có vấn đề rồi, nói với nó có vấn đề. Hôm bữa nó lên nó còn nói là nó đã gửi cái đoạn ghi âm đó cho anh hai nghe rồi, giờ rồi anh hai nói ok nữa. Mọi người có nhớ không, mọi người có nhớ là cái con Bảy Màu đó nó có nói là nó đã gửi cái đó cho anh hai nghe thử rồi anh hai nói ok nữa. Vậy thì anh kín đáo dữ chưa anh hai? Vậy thì anh kín đáo dữ chưa? Tự dưng cái chuyện gia đình nha, cái chuyện nội bộ gia đình, rồi anh còn lôi cái vụ mà pháp lý đồ, cái vụ mà niêm phong nhà đồ đó. Trời ơi em ơi, em ơi, con này con kia, con Ni, con Lon, con Bình Tinh, rồi tùm lum hết trơn, rồi Nguyên Vũ, em ơi, con Ni, con Lon, con này con kia. Rồi anh nhảy dựng lên với con Bảy Màu để cho nó ghi âm lại. Mà anh đừng có trách cái con Bảy Màu ghi âm nha anh ơi. Anh hai ơi, anh đừng có trách con Bảy Màu. Tại biết làm sao không? Nó cũng kiểu nó cũng mau quên. Con Bảy Màu nó cũng mau quên thì nó phải ghi âm lại để nó nghe từ từ. Đúng không mấy má? Cho nên là bây giờ là đừng có trách Bảy Màu, đừng có trách tại sao Bảy Màu vừa quên ghi âm. Tại vì Bảy Màu cũng không có nhớ, Bảy Màu đâu có nhớ, Bảy Màu phải ghi âm lại để nghe từ từ. Bảy Màu cũng hay quên, Bảy Màu cũng hay quên, rồi Bảy Màu phải ghi âm lại để mà kiểu nghe từ từ coi là anh hai nói gì nói gì nói gì, để nó nhớ, để nó nhớ, để mà nó lên YouTube nó làm, đúng chưa? Chứ bây giờ mình nói chắc Bảy Màu ghi âm rồi, trời ơi Bảy Màu nó phải ghi âm để nó nghe từ từ, nó chắc nó cũng cũng kiểu nó cũng hay quên, nó hay quên giống anh hai đó. Rồi để đọc tiếp nó mấy má, nó có nhiều vấn đề lắm, mà tại sao mà mình nói là anh hai anh diễn quá. Anh diễn mà anh diễn hơi bị ấy nha, hơi bị over á, anh diễn hơi bị vô over, anh ngây thơ quá. Anh ngây thơ quá. Thôi câm đi thằng khùng, trời ơi cái gì vậy má? Con nào mà nó không muốn nghe thì nó đi ra ngoài, còn người nào muốn nghe thì ở lại.
con nào không muốn nghe thì biến ra ngoài, còn con nào muốn nghe thì ở lại. Mày đừng có thôi thôi, tao với mày không có lấy nhau, chưa có lấy nhau má ơi. Tao với mày chưa có lấy nhau cho nên không có thôi. Tao với mày làm sao mà lấy nhau được, tao không có thích gồng. Tao là không có thích gồng nha, tao là kiểu mà tao sống thật nha mọi người. Em sống thật nha. Má ơi, má đâu rồi, con sống thật nha má, con không có thích gồng, con gồng má buồn. Má ơi, má đâu rồi, má lên tiếng cho con nè. Má đâu rồi, má Su đâu rồi, lên tiếng cho con nè. Nó kêu là nó thôi con kìa má, nó kêu là thôi thôi kìa. Nó kêu là thôi đi, tao với mày có lấy nhau hồi nào đâu mà thôi. Tao không có thích gồng má ơi, gồng mỏi lắm, gồng mỏi lắm. Gồng mỏi lắm má ơi, tao sống thật với chính mình, tao không có thích gồng. Tao không có thích gồng nha, cho nên mày kêu cái gì mà thôi, chờ tao mày lấy nhau hồi nào mà thôi. Gồng mệt lắm mấy mẹ ơi, gồng mệt lắm, tao nói xả vai đi, sống đúng với mình đi chứ gồng chi cho nó mệt vậy mấy má. Nha, mà nói nghe nè, nếu như mà trong trường hợp mà gồng có mỏi quá, xức cái này vô nha mấy mẹ. Ai mà gồng mỏi quá đó, kiểu mà mỏi cổ nè, mỏi mỏi tai, mỏi chân, mỏi này mỏi kia đó, xức cái này vô trong vòng 15 phút hết liền nha mấy mẹ. Cái này là Voltaren nha, Voltaren của Mỹ nha, dành cho những người nào mà kiểu mà bị đau nhức xương khớp nè, rồi bị mỏi, bị kiểu mà bị thế này thế kia đó, chơi thể thao đồ này nọ rồi đó, mà mỏi quá sức cái này vô trong vòng 15 phút hết liền nha mấy mẹ. Ai má nào dành cho má nào mà thích gồng á, gồng mà mỏi quá sức cái này vô liền. Rồi tiếp theo nè, để đọc tiếp nè, nó viết mà tao tức quá trời cho nên tao phải lên bài nha. Đây đây đây, còn em chỉ nghe hoặc nghi thôi mà nghe người ngoài để hại anh. Trời ơi là trời, nghe người ngoài nữa. Cái tip này là bình thường nó rất là mắc nha. Cái tip này bình thường nó tới 900 rưỡi lận, ngày hôm nay chỉ cảnh giảm còn 700 rưỡi nha. Cái tip này bình thường nó rất là mắc này, nó tới 900 rưỡi lận, ngày hôm nay chỉ cảnh giảm xuống còn 700 rưỡi thôi nha mọi người. Ai mà thương thì ủng hộ chí cảnh nha. 900 rưỡi giảm xuống còn 700 rưỡi nha mấy mẹ. Chỉ cần xúc vô trong vòng 15 phút sau là nó hết liền, mà nó không có nóng nha mọi người, nó cũng không có hôi mùi dầu nữa, nó ok la lắm nha. Rồi để tôi đọc tiếp nha mấy mẹ. Cái gì đây nè? Còn em chỉ nghe hoặc nghi thôi mà em đã nghe lời người ngoài để hại anh. Nghe người ngoài là ai? Nghe người ngoài là ai? Hồng Loan có thể nghe ai được hả? Hồng Loan có thể nghe ai vậy? Nghe người ngoài có phải ý anh đang nói tới chị Ni không? Có phải ý anh đang nói tới chị Ni không? Chứ Hồng Loan có thể nghe ai được đúng không mọi người? Mọi người ơi, có ship code nha Trần Hạo nha, inbox Chí Cảnh đi, inbox Chí Cảnh đi rồi Chí Cảnh sẽ ship cho nha. Inbox Chí Cảnh đi, ủng hộ Chí Cảnh đi nha mọi người nha, cho Chí Cảnh cho số điện thoại và địa chỉ nha. Trời ơi. Inbox đi mấy má ơi, ta đang phân tích mà hỏi rồi làm cho gián đoạn nè mấy mẹ. Rồi đi để kể tiếp nè, cái vụ mà nghe người ngoài nè, ta ghét cái câu này nha. Còn em chỉ nghe hoặc nghi thôi mà nghe người ngoài để hại anh. Hại hồi nào? Hại hồi nào? Hại hồi nào trời? Chưa có hại gì hết trơn á. Tính ra là chưa có hại luôn á. Tính ra là chưa có hại luôn đúng không mọi người? Hại cái gì? Có làm gì đâu hại. Tự dưng cái hại trong lúc live stream, để phân tích cái vụ hại nè. Trong lúc live stream khán giả hỏi là sao bữa nay bữa giờ xảy ra những cái sự việc đó, thì Hồng Loan cảm thấy rất là tủi thân. Rồi khi mà người ta nhắc về chú á là mất đó, thì Hồng Loan mới buồn mới khóc. Hồng Loan mới buồn mới khóc đúng không mọi người? Hồng Loan mới buồn mới khóc, mới tủi thân là cha mất, cho nên cảm thấy rất là buồn, rất là khóc, rất là buồn. Rồi cảm thấy không biết là tại sao một số người lại ra đi trong sự im lặng đó, thì Hồng Loan mới buồn mới khóc thôi. Còn cái status mà Hồng Loan đăng lên á là kêu mọi người đừng có vào công kích anh tôi. Hồng Loan đang lên tiếng bảo vệ và binh vực anh mà anh kêu hại là sao trời? Đúng không mọi người? Tự dưng cái nghe người ngoài để hại anh, trong khi Hồng Loan đăng cái status đó là đang muốn bảo vệ anh hai của mình, mà ảnh kêu là Hồng Loan hại ảnh là sao? Ủa, hại dữ chưa? Hồng Loan đăng cái đó là đang muốn tốt cho anh, mà sau khi Hồng Loan mà đăng cái status đó là Hồng Loan bị mọi người chỉ trích, mọi người quay lưng đó. Mà Hồng Loan đã không màng tới cái vụ đó rồi, đã không màng tới cái sự ảnh hưởng mà người ta lên tiếng, người ta binh vực anh như vậy, mà anh còn kêu là nghe lời người ngoài để hại anh.
Vậy hại chỗ nào mọi người? Mọi người thấy là Hồng Loan có hại không mọi người? Trong khi Hồng Loan đăng cái status đó là đang muốn bảo vệ ảnh mà, đang muốn cho cộng đồng mạng đừng có chỉ trích ảnh, mà tại sao ảnh lại nói là Hồng Loan hại ảnh là cái thứ nhất. Cái thứ hai ảnh nói là nghe lời người ngoài, mà người ngoài là ai? Hồng Loan có thể nghe ai được ngoài chị Ni? Có phải ý ảnh là nói là Hồng Loan đang nghe lời chị Ni không? Đúng không mọi người? Và ảnh nói như vậy chẳng khác nào ảnh nói là Hồng Loan nghe lời chị Ni để mà hại ảnh. Ảnh nói như vậy thì ngày hôm nay chị Ni bị người ta tấn công rất là dữ dội luôn. Thì khi anh đăng cái status đó thì sao anh hai? Mọi người cảm thấy có đúng không mọi người? Hồng Loan có hại gì anh không? Trong khi Hồng Loan đăng lên chỉ giải thích cho mọi người là anh em vẫn rất là bình thường, cho nên là thôi mọi người đừng có vào chỉ trích anh tôi, đừng có thế này thế kia. Hồng Loan sau khi đăng cái status đó là đã bị cộng đồng mạng vô cùng giận dữ rồi, là đang bảo vệ ảnh mà tự dưng cái ảnh nói á là tự dưng cái ảnh kêu là đăng đó là hại ảnh. Nghe lời người ngoài là nghe lời ai? Nghe lời chị Ni, mà chị Ni có phải là ấy không? Trong khi để em nói cho anh nghe nè, trong khi để em nói cho anh nghe nè, bản thân mình là anh hai thì sau cái thời điểm mà đó đó thì thấy anh đi show liên tục. Sau cái thời điểm đó thấy anh đi show liên tục mà bản thân Hồng Loan thì bị bên cái con dê nó liên tục nó thế này thế kia. Còn anh thì thật sự mà nói anh show rất là đắt kể từ sau khi anh được mọi người chú ý tới. Anh đi liên tục. Anh đi liên tục, anh không có thời gian ở bên cạnh em gái. Thì có một người đã đến bên cạnh em mình để giúp đỡ, để bảo vệ em mình, để đứng mũi chịu sào, chịu cái sự tấn công từ bên kia. Mà anh không có thương người ta mà anh đi ganh tị, anh đi giận. Lẽ ra anh là phải thương chị Ni, tại vì chị Ni đứng vào cái vị trí đó để gánh cho anh đó, đúng không mọi người? Ai thấy đúng comment chữ đúng cho Chí Cảnh coi. Xe lên đi mọi người ơi. Chị Ni đứng vào cái vị trí đó, lẽ ra cái vị trí đó là phải là cái vị trí của anh, và anh phải dẹp bỏ những cái xô chậu đồ bớt để anh đứng anh bảo vệ em gái của mình. Cái này anh đi đi xô liên tục, anh không có thời gian. Chị Ni phải thay cái vị trí của anh để mà chịu đựng cái sự mà moi móc hết đời tư thế này thế kia dữ dội từ phía con dê. Người ta tha cho anh để cho anh yên tâm anh làm nghệ thuật, để cho anh yên tâm anh đi show, bởi vì anh là nghệ sĩ, anh không có thể anh lên tiếng như chị Ni, thì lẽ ra anh phải là người cảm ơn chị Ni chứ không có giận cái kiểu đó, không có kiểu mà trách người ta. Tại sao lúc đó anh không có xô xát đi, anh dẹp hết xô đi, anh bớt xô đi, anh đứng sâu sát em gái cần một cái anh xuất hiện, anh lên tiếng liền, anh có làm được không? Trong khi lúc đó con dê nó quá trời quá đất, Hồng Đoan bị thế này thế kia thì chỉ có chị Ni mới đứng ra, mới lâu lâu thấy Hồng Đoan bị quan cái gì là họ chị Ni lên tiếng ngay lập tức để cho đừng có bị dẫn dắt. Thì tại sao anh không cảm ơn chị Ni mà anh lại đi hờn đi giận con Ni đó, con Ni đó, con Ni không hà. Trong cái đoạn ghi âm với bảy màu là toàn là con Ni không. Anh có làm được như Hồng Ni không? Anh có làm được như chị Ni không? Chị Ni phải bỏ thời gian công sức ở bên nước ngoài, Hồng Loan cần một tiếng bay về, bay tới, bay lui, bay xuôi, bay ngược. Còn anh đã từng hủy một cái show nào để mà về với em gái chưa? Anh ơi, anh đã từng hủy một show nào để anh về với em gái của mình chưa anh? Còn chị Ni là đi ở bên nước ngoài bay về bay tới bay lui. Mà tại sao anh không có thương chị Ni? Lẽ ra nếu là anh hai là phải thương chị Ni đó. Tại vì chị Ni đã gánh cho mình đó. Gánh cái sự mà moi móc cái sự này sự kia đời tư đồ này nọ là bị tả tơi luôn. Mà không có thương chị Ni. Mà ở đó đi ganh tị đi thấy là chị Ni được thương hơn, được thế này thế kia rồi đi ấy với con bảy màu, đi nói xấu chị Ni sau lưng như vậy. Nếu như bản thân của anh cảm thấy khó chịu hoặc chưa có hài lòng thì mình người trong cuộc mình phải lên tiếng. Mình là anh hai mình phải nói với em mình chứ, tại sao em mình thì mình không có nói, mình đi nói với con hoa hậu bảy màu.
mà thấy anh hai cũng hơi kỳ nha. Anh hai kiểu mà hơi thích chơi với hoa hậu nè, người thường anh hai không có chơi, anh hai chơi với hoa hậu không hà. Trời ơi, giống như kiểu anh hai họp với hoa hậu hay sao á, người thường không có chịu chơi, giống như kiểu anh hai thấy chị Ni xấu hơn hay sao á. Chị Ni không phải là hoa hậu cho nên anh hai không có chơi chơi với chị Ni hả? Chị Ni không phải là hoa hậu cho nên anh hai không có nói chuyện được hả anh hai? Anh hai chỉ nói chuyện được với hoa hậu thôi hả? Đúng không mọi người? Ai thấy đúng comment chứ đúng giùm tôi cái coi. Anh hai, anh có số chị Ni, có Zalo, nếu như anh cảm thấy buồn chị Ni cái gì đó có thể nhắn trực tiếp cho chị Ni mà. Góp ý với chị Ni, Ni ơi, nói nghe nè, anh cũng muốn vô hỗ trợ giúp đỡ Hồng Loan cho nên ok mai mốt có chuyện gì tụi em nhớ báo cho anh một tiếng. Thì chị Ni cũng sẽ ghi nhận thôi đúng không mọi người? Còn cái này không có nói cho chị Ni, không có nói cho Hồng Loan một tiếng, tự dưng đi mét cho con hoa hậu bảy màu. Mà phải chi con hoa hậu bảy màu là một cái con mà kiểu mà nó kín đáo đó, nữ hoàng kín đáo đó thì ok. Còn bảy màu là con YouTuber. Khi mà nói chuyện với nó đó, thế nào cũng có một ngày nó sẽ cho anh lên sóng mà thôi. Rồi hôm nay anh trách Hồng Loan, anh trách Hồng Loan là tại sao có chuyện gì em không nói với anh mà em đi lên mạng em khóc bù lu bù la, em đăng đàn vậy em. Vậy xin hỏi anh, sao có chuyện gì anh không nói với em gái mà anh đi nói với con hoa hậu bảy màu vậy anh? Cái miệng của anh ta nói trời ơi lanh dữ lắm anh ơi, anh nói mà anh lấn át con bảy màu luôn, không nghe giọng con bảy màu luôn đó mọi người. Ta nói anh nói quá trời luôn. À, em ơi em có biết không, em có biết không, à, con nghe nè, con nghe nè, nó thế này thế kia nè. Rồi sao, rồi bản thân mình là anh như vậy rồi mình đúng dữ chưa, mà hôm nay mình hỏi là à, anh sai ở đâu hả em, anh có làm gì sai hả? Trời ơi tao nghe hỏi một cái tao thà cảm thấy ngơ ngác luôn, cảm thấy mà ngơ ngác mà bật ngửa luôn á mọi người. Rồi tiếp theo nha. Anh hai sẽ quỳ xuống trước mặt em tạ lỗi à, còn em chỉ nghe hoặc nghi thôi mà nghe người ngoài để hại anh. Anh hai vẫn tha thứ cho em, tình cảm của anh dành cho em bao lâu nay vẫn không thay đổi vì em là con của ba. Trời ơi, có đúng thật sự là không thay đổi không anh? Ừ. Có thật sự là không thay đổi không? Chứ sao dạo gần đây đó nghe thấy một số người nói đó là em gái vô comment trong trang của anh không dám like, không dám trả lời luôn á, giống như kiểu anh sợ tương tác đó. Thì hỏi là anh có sự thay đổi không, chứ dạo gần đây trong tất cả những cái sự kiện của em gái không thấy anh đâu hết trơn á. Tha miếng son hả, không có son gì hết trơn á mọi người, buồn quá tái lét như này nè, không có son gì, bây giờ cần gì đẹp đó mọi người, bây giờ tôi không có cần gì đẹp hết trơn á mọi người ơi, bây giờ tôi quá buồn rồi, tôi quá buồn tôi tái lét như vậy nè, má nào thấy xấu quá đi ra ngoài, còn má nào mà thấy chấp nhận được ở lại đây. Sao ăn xiết gì nữa, tôi không có thích đánh son, tôi không có thích tha son, tôi không có thích đánh son đánh phấn má ơi, tôi không phải là nghệ sĩ, tôi không phải là nghệ sĩ má ơi, tôi không có cần lên sân khấu, tôi không có thích trét lên mặt son phấn gì hết trơn á. Bà nội nào mà thấy xấu quá đi ra ngoài, còn bà nội nào thấy thấy ok la, thấy chấp nhận được ở lại mấy má, tự dưng ở nhà rồi son phấn làm chi vậy mấy mẹ. Trời ơi là trời, bữa hổm ta đi tê ta đi khử môi rồi, tại vì ta dùng app nó hơi bị lố thôi cho nên nó hơi tái. Tha cho đẹp, nó không có đẹp, không cần đẹp mấy má ơi, tái lè tái lét gì cho người ta thương. Mấy cái con mụ này không có biết gì hết trơn á, tao thấy thủ đoạn, tao thấy thủ đoạn, tái lè tái lét như vậy cho người ta cảm thấy là mình buồn, hiểu không? Còn tự dưng cái mình buồn mà mình tươi xanh như vậy thì sao người ta biết mình buồn mấy mày á. Trời ơi đẹp xấu gì. Rồi tiếp theo nha, phân tích tiếp theo nha, phân tích tiếp theo nha. Đâu rồi? À, dì ba cho dù đây nè nha, dì ba cho dù em có làm tổn thương anh thế nào anh hai vẫn tha thứ cho em. Trời ơi vậy hả anh, dì ba anh hai có thể tha thứ cho em? Trời ơi là Hồng Loan đang có lỗi với anh hai đó, Hồng Loan đang có lỗi với anh hai đó mọi người, cho nên là dù cho em có làm anh tổn thương như thế nào thì anh vẫn sẵn sàng tha thứ cho em, tại vì anh là anh hai của em, anh hai rất là vĩ đại, anh hai rất là kiểu là một người vị tha, là một người có lòng trắc ẩn rất là cao, cho nên dù cho em có gây ra lỗi lầm gì đi chăng nữa thì anh hai vẫn tha thứ cho em gái hết nha. Anh hai quá cao thượng nha mọi người nha. Vậy là bữa giờ mình hiểu lầm anh hai đó.
Bữa giờ mình hiểu lầm anh hai, chứ thật ra anh hai rất là cao thượng nha mọi người. Dù cho em gái có làm cho anh hai bị tổn thương tới cỡ nào đi chăng nữa thì anh hai vẫn tha thứ cho em, không có hờn, không có giận, không có trách gì trơn á nha. Trời ơi anh hai vĩ đại quá mọi người ơi, cái này là anh hai, anh hai tốt nhất thế giới nè, anh hai này coi như là anh hai của năm nè. Ê nói nghe nè, năm nay không biết ngôi sao á có bình chọn mà giải mà anh hai của năm không, năm nay mà coi như là làng sóng xanh đó, làng sóng xanh hay là giải mây vàng đó, có bình chọn cái bình chọn cái giải mà anh hai của năm không? Nếu như mà có bình chọn cái giải anh hai của năm là em vote cho anh hai nha. Nếu như mà năm nay á mà có bình chọn cái giải mà anh hai của năm đó, mọi người nhớ vote cho anh hai nha, tại vì anh hai quá ok la, anh hai coi như là vĩ đại đó, anh hai có lòng chắc ẩn dữ dội đó mọi người. Đó là dù cho vì ba đó mà em có làm cho kiểu mà anh hai á có tổn thương như thế nào thì anh hai vẫn tha thứ cho em. Anh hai tha thứ cho em vậy thì tại sao ngày hôm nay anh hai mới nhắn cho em gái chưa, em gái chưa trả lời nữa mọi người. Bữa nay anh hai mới nhắn cho em gái chưa trả lời nữa là bắt đầu anh hai đăng lên liền. Anh hai đăng cái tin nhắn, anh hai nhắn cho em gái liền. Trong khi anh hai mới nhắn cho em gái chưa kịp trả lời. Còn em gái thì nhắn cho anh từ ngày 16 cho tới bây giờ đã hơn nửa tháng rồi. Bây giờ đã hơn nửa tháng rồi. Còn anh hai ngày hôm nay mới nhắn cho em gái chưa kịp trả lời bắt đầu đăng lên liền. Đăng lên liền. Trời ơi là trời, nói nghe nè, nếu như mà tha thứ cho em gái là không có đăng cái này nha. Nếu như mà tha thứ cho em gái là phải nhắn cho em gái hoặc là gọi điện cho em gái anh ơi. Phải nhắn cho em gái hoặc gọi điện cho em gái, chứ ai mà đăng lên như vậy á là để giúp cho em gái, tặng cho em gái một đống anti-fan. Đăng lên như vậy là tặng cho em gái một đống anti-fan và đồng thời là để cho những cái đứa quay xe, những cái đứa mà nó chì chiết em gái của mình mấy bữa nay nó vui. Nha anh hai, như vậy thì anh thương em gái dữ chưa? Em ơi anh không có biết gì hết trơn á, chuyện gì xảy ra vậy? Tự dưng cái anh thấy báo chí hỏi anh, cho nên anh phải hỏi anh mới hỏi em để anh trả lời báo chí. Trời ơi mọi người ơi, không biết là anh hai giờ có bị quỷ xô không đó, chứ hiện tại Chí Cảnh thấy là một số khán giả nhắn cho Chí Cảnh là quỷ vé tùm lum hết trơn á mọi người. Chí Cảnh thấy là khán giả nhắn cho Chí Cảnh đó là quỷ vé, mua vé đó, quỷ vé nhóc tùm lum hết trơn á nha. Cho nên là anh hai mới hay đó hả, chứ bữa giờ là anh hai không có hay. Ngày hôm nay là do là báo chí nhắn cho anh rồi không biết bầu xô có nhắn cho anh không, anh hai mới hay hả. Bữa giờ là anh hai không có xài mạng internet, bữa giờ kiểu anh hai là coi như là không có lên mạng mọi người, cho nên không có hay cái gì hết trơn á. Anh hai không có hay, có nghĩa là anh em rất là bình thường luôn đó. Cái xong mà tự dưng bữa nay là chuyện gì xảy ra vậy, anh hai không có biết. Anh hai kiểu mà sao mà ma quên quá. Trong khi cả mấy tháng nay nè, anh hai có nhắn tin hỏi thăm em gái không? Rồi cái ngày khai trương của em gái anh hai có đi không? Cái ngày sinh nhật của em gái anh hai có nhắn tin không? Anh hai có tặng em gái một bó bông không? Hả? Như vậy thì tình nghĩa anh em nó vẫn bình thường dữ chưa? Tình nghĩa anh em nó vẫn bình thường dữ chưa? Trong khi sinh nhật của em gái cả thế giới ai cũng biết hết trơn, có một mình anh hai không hay. Anh hai không có nhắn tin mà chúc mừng em gái, rồi không có gửi cho em gái một bó bông. Mà anh hai nói là tình cảm anh em mình vẫn bình thường. Ngày hôm nay chuyện gì xảy ra vậy em? Anh không biết, tự dưng chuyện gì xảy ra vậy em? Anh hai mình đang yêu thương nhau mà em, tự dưng em đăng đàn vậy em, tự dưng em khóc vậy em. Ui là trời, trời ơi là trời ơi là trời. Vậy đó hả? Rồi nãy nghe nè, nếu như mà tình nghĩa anh em bình thường đó, nếu như mà tình nghĩa anh em bình thường đó nha, vậy sao cái ngày mà anh hai được bổ nhiệm làm kiểu mà làm cái gì đại diện đó mọi người, cái ngày mà anh hai được bổ nhiệm làm giống như kiểu mà gương mặt đại diện hay cái gì đó, là một kiểu mà một cái sự kiện rất là quan trọng trong đời anh, để anh được làm đại sứ. Đúng rồi, anh được làm đại sứ đó mọi người, anh được làm đại sứ thương hiệu đó. Anh làm được đại sứ thương hiệu đó mà anh không có mời em gái của mình. Trong khi anh mời tùm lum hết trơn mà anh không có mời em gái của mình. Vậy thì thân dữ chưa? Vậy thì hai người ok la dữ chưa? Vậy thì kiểu anh em thấm thiết dữ chưa? Trong khi cái ngày anh được bổ nhiệm làm đại sứ thương hiệu là một cái sự rất là vinh dự đó nha, mà anh không có mời em gái của mình đến chung vui, thì anh em đã yêu thương nhau dữ chưa? Đã thân thiết, đã bình thường dữ chưa? Hả? Mà nói nghe nè,
nó nghe nè, cái vụ mà đại sứ thương hiệu á, nói chung là đại sứ thương hiệu này này cái kiểu Chí Cảnh cảm thấy lựa chọn cái người làm đại sứ đó cũng hơi kiểu hơi cũng hơi dễ ha mọi người. Mình cảm thấy cái đại sứ thương hiệu chọn cái người làm gương mặt đại diện nó cũng hơi dễ, tại vì thứ nhất á là về cái làn da đó. Nếu như mình nói làn da của ảnh mà để gọi là đẹp đó thì theo Chí Cảnh nghĩ là chưa có đẹp. Thứ nhất là để làm đại diện thương hiệu của mỹ phẩm là cái da phải đẹp, thứ hai là cái da nó phải săn chắc. Cái da nó phải săn chắc, nó phải đẹp, nó không tì vết chứ không phải là xài app. Không phải là đẹp là xài app. Một một cái thương hiệu nổi tiếng á, muốn chọn một cái người làm đại sứ thương hiệu thì cái da nó phải đẹp nha mọi người, da phải đẹp, thứ hai nó phải săn chắc, đúng không? Còn mình nhìn bằng mắt thường thì nếu như mà chút bỏ cái lớp son phấn đó thì cái mặt mộc của anh hai có đẹp chưa? Cái mặt mộc của anh hai có đẹp chưa? Chứ khi mà mình nhìn bằng mắt thường thì mình thấy chưa có được ok la lắm. Cái thứ hai là cái da của anh hai nó đã có dấu hiệu bị chảy xệ á mọi người, có dấu hiệu bị chảy xệ như vậy thì nó có phù hợp để trở thành đại sứ thương hiệu hay không? Tại sao không lựa chọn một làn da nó không tì vết giống như em nè? Sao không bút em đi, không bút em làm đại sứ thương hiệu, tại vì da em rất là đẹp, em không có bị chảy xệ. Mà tại sao lại lựa chọn một người mà có một cái làn da Chí Cảnh cảm thấy nó rất là bình thường để trở thành đại sứ thương hiệu? Thì không biết là sao ta, là đại sứ thương hiệu gì mà lựa chọn một người mà Chí Cảnh cảm thấy cái da nó đã có dấu hiệu bị ấy rồi, mà tại sao lại lựa chọn? Chí Cảnh cũng không có hiểu lắm. Nói chung là cảm thấy là lựa chọn nó cũng hơi bị dễ hay sao á, là nếu như mà muốn đại diện một cái đại sứ thương hiệu thì cái da nó phải cực kỳ đẹp, cái thứ hai nữa là nó phải săn chắc, nó phải đẹp thì người ta nhìn vô người ta mới ham, người ta mới mua. Còn bây giờ mình là đại sứ mà cái mặt của mình nó vẫn còn giống như kiểu mà nếu như mà bỏ son phấn ra rồi 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 ấy ra thì liệu da mặt của mình nó đã đẹp chưa? Cái con Hồng Thu này hỏng quá thì đi ra ngoài đi má, tao mượn mày vô đây hả, tao mượn mày vô đây hay sao vậy? Nãy giờ tao xưng anh hai bình thường chứ tao có nói gì đâu mà mày kêu tao hỏng má. Cho nên nó thì ok, có thể làm biết sao mọi người thì thôi, nói chung là có thể thì do anh mới sử dụng, có thể là do anh mới sử dụng cho nên là da của anh nó chưa có căng lên, thì thôi để anh thử dụng thời gian đi mọi người, để coi thử coi là cái mỹ phẩm đó nó có giúp cho cái da của anh nó căng lên hay không, giống như những cái gì mà thương hiệu đó nói là công dụng đó là sẽ săn chắc đồ này nọ rồi đó, thì để mình coi thêm thời gian nha. Để mình, ôi trời, ai tặng cho Chí Cảnh tới 100 sao dữ thần đây nè, cảm ơn Tùng Lê nha, đã tặng cho Chí Cảnh 100 sao nha, tặng nữa đi trời, tặng gì có 100 sao vậy, tặng 200 sao được không, lâu lâu mới có người tặng đó. Lâu lâu mới có người tặng đó. Cho nên thì thật, ai mà thấy Chí Cảnh phân tích hay đó, comment chữ ok giùm Chí Cảnh đi mọi người. Comment chữ ok la coi. Trời ơi mọi người hãy comment lên nha. Rồi đọc tiếp nè. Đọc tiếp nha. Em gái của anh đã lớn và thành công rồi, đủ khôn ngoan để bình tĩnh, bình tâm trong mọi tình huống, dù cho anh với em không còn duyên anh em nữa, anh vẫn mong em có cuộc sống an lành hạnh phúc. Dù cho anh với em không còn duyên anh em nữa, anh vẫn mong em luôn có cuộc sống an lành hạnh phúc. Anh chúc vậy là không có được, anh chúc vậy là chưa có thành tâm nha. Để phân tích cái câu chúc của anh nè, chút gì là chưa thành tâm, tại vì nếu như anh muốn em an lành và hạnh phúc thì anh không nên đăng cái status này lên. Anh đăng cái status này lên là em gái của mình nó không có được yên lành rồi đó, nó dậy sóng rồi đó, đúng không mọi người, thấy đúng không? Anh chúc người ta an lành mà anh đăng cái này lên là nó đã không yên lành rồi, nó dậy sóng rồi, cho nên ngày hôm nay báo chí mới giật đăng quá trời đó là hai anh em có dấu hiệu rạn nứt đồ này nọ rồi đó, đúng chưa? Ok la chưa? Ok la chưa? Nếu như mà thật lòng mà chúc em thì nhắn tin chúc ok la, nhắn cho em gái chúc em gái là ok rồi.
Nếu như mà muốn em gái yên bình thì nhắn tin riêng là em ơi, dù cho anh với em không còn duyên nữa nhưng mà anh vẫn chúc em có cuộc sống an lành hạnh phúc thì mới an lành. Còn bây giờ mình đăng lên như vậy thì đã đâu có yên lành. Thứ nhất là làm cho em gái của mình thêm một đống anti fan từ fan của mình. Cái thứ hai là để cho cái bọn quay xe nó hả hê, nó có đề tài để nó kiếm tiền trên YouTube. Cái vấn đề thứ ba, báo chí đã lên tiếng là có cái sự rạn nứt giữa anh em. Vậy thì đã yên bình chưa? Vậy thì đã yên bình chưa anh hai? Đúng chưa mọi người? Trong khi cái lời của anh thì anh nói là nghe người ngoài, anh nói là nghe người ngoài để hại anh, mà trong khi đó thì Hồng Loan có làm gì hại anh đâu. Hồng Loan chỉ đăng một cái lên là đừng mọi cô chú ơi, đừng có tấn công, đừng có chỉ trích anh hai của tôi, là đang bảo vệ anh mà. Anh đọc anh không hiểu hả? Anh đọc anh không hiểu hả anh hai? Em thấy là Hồng Loan á đăng lên là kêu đừng có tấn công anh hai, để cái status đó là bị mọi người quay lưng với Hồng Loan đó. Tại Hồng Loan đã can đảm lên bảo vệ anh bất chấp cái việc mình bị mọi người quay lưng mà vẫn lên tiếng bảo vệ anh. Là anh là phải có trách nhiệm bảo vệ em. Là anh là phải có trách nhiệm bảo vệ em. Còn cái này em đã lên tiếng bảo vệ anh rồi mà anh còn nói là em hại anh nữa, trời. Sao kỳ vậy? Em hại anh, em nghe người ngoài. Người ngoài là ai? Là chị Ni hả? Trời ơi anh ơi, từ lâu Hồng Loan đã xem chị Ni như là chị em gái rồi. Coi như là từ lâu đã xem chị Ni như là một người chị em gái rồi mà người ngoài gì nữa trời. Đối với anh là tất cả những cái sự nỗ lực của chị hai để nhận cái tiếng người ngoài đó hả anh? Sao nghe chua chát quá vậy anh hai? Sao nghe cay đắng cho chị Ni quá vậy anh hai? Trong một năm qua người ta đã đến bảo vệ, bỏ ra thời gian, công sức, tiền bạc bên cạnh Hồng Loan, chịu rất là nhiều sự tổn thương, sự chỉ trích, để rồi ngày hôm nay người ta phải nhận một cái từ rất là chua chát là người ngoài đó ha anh hai. Ngày hôm nay chị Ni phải nhận cái tiếng là người ngoài thôi, không phải là anh em. Còn anh mới là anh em. Còn anh mới là anh em, còn người ta chỉ là người ngoài thôi. Đối với anh là người ta chỉ là người ngoài thôi hả? Người ta tới một năm nay người ta xem giống như là chị em với nhau. Mà ngày hôm nay anh lại nói một cái câu rất là vô tình là người ngoài. Cuối cùng là trong suốt một năm qua người ta tới, người ta yêu thương, người ta thế này thế kia, người ta hết lòng như vậy để rồi nhận một cái câu rất là tàn nhẫn, rất là vô tình là người ngoài. Nghe nó hơi bị chua chát đúng không mọi người? Rất là chua chát cho chị Ni đúng không mọi người? Rất là chua chát cho chị Ni ha. Tại vì mình cả năm nay mình hết lòng như vậy để rồi một ngày mình nhận được một cái câu là người ngoài, mình là chỉ là người ngoài thôi, còn người ta là anh em, là phải nghe anh chứ không có được nghe người ngoài. Hỏi mọi người, nếu như là chị Ni có buồn không? Hỏi mọi người coi chị Ni có bị buồn không? Ngày hôm nay thì Facebook của chị Ni đã bị ai đó vào tấn công. Facebook của chị Ni đã vào bị ai đó vào tấn công, thả cái phẫn nộ lên toàn tất cả những cái bài viết của chị Ni. Ngày hôm nay Facebook của chị Ni bị thả phẫn nộ, bị ai đó thuê cái dịch vụ thả phẫn nộ, 12.000 phẫn nộ. Một bài viết bị 12.000 phẫn nộ. Để làm gì? Cái phẫn nộ này để cho người ta đọc vô cái bài của chị Ni á, hoặc là báo chí vào xem á, thì người ta thấy là người ta không có đồng tình với chị Ni. Thấy hay không? Thấy khôn chưa? Thấy khôn chưa? Tự dưng cái hả, không biết ai đó thuê cái dịch vụ thả phẫn nộ, 12.000 phẫn nộ vô mỗi cái bài viết của chị Ni để sao? Để người ta vô người ta đọc á, vô chị Ni cái thanh nói ủa sao phẫn nộ không vậy? Là người ta không có đồng tình với chị Ni, để làm cho cái uy tín của chị Ni bị hạ xuống. Đúng không mọi người? Tự dưng cái hả, ngày hôm nay ai thuê cái dịch vụ mà thả phẫn nộ vô, 12.000 phẫn nộ vô, mà toàn nít ảo phẫn nộ không hè, sao chơi kỳ vậy trời, má nào mà chơi gì rảnh quá vậy, má nào rảnh quá vậy, tự dưng cái hả đây nè, mỗi bài viết là 12.000 phẫn nộ, trời ơi là trời, rảnh quá vậy, như vậy để cho anh ta đọc vô, người ta thấy là ừ chị Ni hả, đăng bài toàn là nhận phẫn nộ không, để hạ cái uy tín của chị Ni xuống hả, kỳ nha, chơi này chơi kỳ quá. Không biết ai nha, không biết ai mà chơi kỳ quá, chơi kỳ, chơi này chơi không đẹp. Đối với Chí Cảnh là chơi không có đẹp nha, chơi là phải quân tử má ơi, chơi là chơi phải quân tử chứ chơi tự dưng cái video, cái tự dưng cái không biết má nào thuê cái dịch vụ mà thả phẫn nộ vô,
thả phẫn nộ vô để làm gì, để cho người ta vô trang của chị Ni, chứ xong ta thấy chị Ni viết bài sao toàn là phẫn nộ không vậy, là người ta cảm thấy chắc là chị Ni nói không có kiểu không có ai đồng tình đó mọi người, kiểu mà làm vậy để kiểu mà truyền thông như vậy để mà dìm chị Ni xuống, chơi gì kỳ quá. Thà mà nít thật hoặc là khán giả họ bức xúc thật thì không nói, đúng không mọi người? Khán giả bức xúc thật thì không nói, còn cái này chơi cái trò mà tự dưng á, cái xong rồi thả phẫn nộ vô nè mọi người. Mỗi bài viết 12.000 phẫn nộ vô, chị đi đăng cái gì một cái 10 bài thả phẫn nộ vô. Chơi cái gì là không có được, chơi này là chơi kỳ nha, chơi này là chơi không có quân tử. Chơi không có quân tử. Chơi này là chơi không có quân tử, chơi này là giống như kiểu mà không biết cái người nào mà thuê dịch vụ này, cái người thuê dịch vụ là kiểu mà giấu tai nè, chơi dịch vụ này là giấu tai nè. Còn mọi người đừng có hỏi là bằng chứng đâu này nọ đồ, mọi người đừng có hỏi bằng chứng nè. Trước khi mà chị Ni á, người ta muốn nói một cái gì đó thì chị Ni đã tổng hợp rất là nhiều những cái chứng cứ rồi, chị Ni mới lên tiếng. Chứ tự dưng chị Ni cũng không có phải mình lên tiếng khơi khơi đâu. Rồi thêm nữa, trong cái lời anh ta nói thì nó mâu thuẫn tùm lum hết trơn, là người ta đọc vô người ta cũng hiểu rồi. Người ta đọc vô người ta cũng hiểu rồi, đúng không mọi người? Anh kêu là Hồng Loan không có tâm sự với anh, Hồng Loan lên trên mạng mà khóc này nọ, mà trong khi bản thân anh thì anh không có tâm sự với Hồng Loan. Anh kêu là tại sao không nhắn tin gì đó cho anh, mà người ta nhắn cho anh không trả lời. Nhắn ngày 16 tới bây giờ cả nửa tháng rồi không thấy trả lời. Rồi sao tâm sự? Rồi anh nói là nếu như mà xem anh là gia đình là hai anh em phải nói chuyện với nhau, mà trong khi anh thì không có nói chuyện với em gái, anh đi nói chuyện với Hoa hậu Bảy Màu để mà mét là nói những cái câu chuyện pháp lý, rồi những cái câu chuyện nội bộ, những cái câu chuyện riêng tư ra. Như vậy thì làm anh đã ấy chưa, đã chuẩn chưa? Mà mình dạy em gái, trước khi mình dạy em gái là mình phải chuẩn đi anh ơi. Trước khi mình dạy em gái là mình phải chuẩn, chứ mình dạy em gái mà mình cũng dạy rồi mình dạy sao? Mình dạy rồi mình dạy em gái thì sao em gái nghe được, đúng không mọi người? Ví dụ như mọi người là anh đi, mọi người là anh cả trong gia đình đi, mọi người muốn dạy một đứa em thì mọi người phải ấy, mọi người phải chuẩn, mọi người phải đúng, mọi người dạy em mới nghe. Còn bây giờ bản thân mình cũng dạy mà mình đi dạy em mình, rồi sao em mình nó nghe, đúng không? Ai thấy đúng comment cho đúng coi, mấy má ủng hộ coi, đúng không mọi người? Mình phải chuẩn rồi mình mới dạy em mình được. Còn tự dưng cái mình cũng y chang như vậy mà mình đi dạy em mình, trời ơi, tôi không hiểu luôn á mọi người. Như vậy có phải là anh Diễm không? Cái con Diễm giỏ nè, mày không thích nghe thì mày biến ra ngoài, còn không thì để tao lóc mày, chứ mày khỏi mày bớt cái mồm. Quá đúng rồi chứ gì nữa, đúng không mọi người? Còn mọi người ta kể cái ơn cái nghĩa, mọi người kể ai kể cái ơn cái nghĩa là anh đến anh giúp em về mặt tinh thần vật chất gì nè, không biết là anh giúp cái gì ta, không biết anh giúp nhiều hay ít theo thay, không biết anh giúp bao nhiêu đây, nhiều hay ít đây, mà anh kêu là anh nhiều hay ít mà anh kêu anh giúp mà vật chất và tinh thần đồ đây. Rồi anh kêu là anh dẫn em gái xuống cái chỗ mà mỹ phẩm gì đó, rồi không cần bỏ vốn đó, mà chắc là em gái không nghe lời hay gì đó, em gái tự về tự sáng lập thương hiệu mang tên mình. Rồi không biết anh hai có buồn không, chứ cái ngày khai trương mà mỹ phẩm của em gái không thấy anh, không thấy anh he, ngày sinh nhật cũng không thấy anh, rồi tương tác ở trên ấy thì không có thấy gì hết. Mà phải chi anh bận rộn cái gì thì mình không nói. Anh thấy anh đi du lịch, thấy anh đi chơi, thấy anh đi du lịch, thấy anh đi chơi, rồi thấy trợ lý quay cho anh quá trời, thấy trời ơi, họ nói nghe là chắc anh bận á. Anh bận là biết bận cái gì không? lướt Facebook á mọi người, lướt Facebook thấy toàn là hình ảnh anh với cái chị kia ôm nhau thấm thiết, ôm nhau hung thấm thiết. Rồi bận dữ chưa? Lướt Facebook toàn là thấy ôm nhau hung thấm thiết mà thiệt chứ. Lóc không biết bao nhiêu lần. Lóc không biết bao nhiêu lần. Trời ơi, là cho tôi lướt một cái tao thấy, tao lóc không biết bao nhiêu lần. Tao lóc bao nhiêu lần, mấy má này có lóc giống tôi không? Mấy má có thấy, có lướt lên có thấy giống vậy không mọi người? Mà phải chi mình cỡ mà mười mấy hai mươi rồi đó mọi người. Mình mười mấy hai mươi rồi đó thì mình thể hiện tình cảm như vậy thì nó cũng được. Còn ở này mình cũng kiểu cũng có tuổi rồi. Kiểu mình cũng có tuổi rồi mà sao mà anh lên anh hát mà cũng đi lên rồi ôm rồi trên đó. Anh lên anh hát rồi xong rồi cái gì mà lên sân khấu rồi trời ơi là trời.
Mà tôi nói thiệt chứ bình thường tôi không có kiểu mà bình thường á, tôi là kiểu mà mấy bữa trước nha, tôi thấy mà tôi kiểu mà tôi nói hơi kệ chuyện ai nấy làm đó, nhưng mà tôi thấy quá nhiều, nó hơi bị ấy, hơi bị over á. Kìa có quá bà đó kìa, lóc không kịp thở luôn kìa. Có cái bà là tư vấn bảo hiểm tổng hợp kìa, lóc không kịp thở luôn kìa. Trời ơi, lướt là thấy cái gì mà ôm rồi hôn rồi cái gì quá trời quá đất vậy. Mà phải chi ở nhà đi, ở đâu ngoài đường ngoài xá như vậy mà dưới mỗi bài viết đó thấy toàn là người ta vô người ta thả, mà cái sự mà chỉ trích không hề, phải chi người ta ủng hộ thì mình không nói, phải không mọi người? Phải chi mà người ta vô người ta ủng hộ, người ta thấy là ôi dễ thương quá, tinh tế quá, đáng yêu quá thì không nói. Vô đọc comment đó, 10 comment, ở lộn 100 comment, hết 99 comment người ta la làng lên rồi mà không biết hay sao á. Ờ đúng rồi, chắc anh hai không biết, anh hai không có biết, anh hai không có thời gian, anh hai không có thời gian đọc comment mấy mày ơi. Kiểu anh hai đăng lên như vậy là thôi, anh hai không có thời gian, anh hai bận nắm tay ai đó, anh hai nói là anh hai nắm tay bận nắm tay ai đó, không có để sợ lạc nhau, sợ lạc mất nhau, nắm tay em thật chặt, giữ tay em thật lâu, nói với em một câu gì đó. Mọi người cũng có muốn tôi hát bài đó không? Nắm tay em thật chặt, giữ tay em thật lâu, nói với em một câu gì đó. Không bao giờ rời xa nhau, không bao giờ rời xa nhau, chúng ta mãi mãi có nhau. Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy trời? Cái gì mà thấm thiết dữ vậy ta? Cái gì thấm thiết dữ vậy ta? Đúng không mọi người? Thật ra thì mấy bữa trước á, mấy bữa cách đây cũng cả tuần rồi, Chí Cảnh cứ tối ngày cứ nhận được người ta gửi 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 cho Chí Cảnh á, cái xong rồi Chí Cảnh rất là khó chịu. Chí Cảnh nói đừng có gửi cho em. Chí Cảnh cũng nói ba mấy bắt đầu là mọi người fan đều gửi cho Chí Cảnh á, Chí Cảnh nói là đừng có gửi cho em, tao làm gì kệ anh ta đi. Là ban đầu là tôi cũng binh đó mọi người. Ban đầu là tôi cũng binh đó. Gửi gửi cho tôi cái xong rồi tôi cũng binh đó, tôi nói trời, tao làm gì kệ anh ta đi, nhiều chuyện chi kệ đi. Kệ đi kệ đi đó. Tôi nói là ta làm gì kệ người ta đi thôi, kệ đi, trời ơi cuộc sống này ngắn ngủi lắm, cuộc sống này ngắn ngủi lắm, thôi kệ đi, người ta có, người ta thích thể hiện thì cho người ta thể hiện đi. Là gửi cho tôi là tôi khó chịu đó mọi người, tôi khó chịu là tôi còn binh đó, tôi nói là kệ đó mọi người. Nhưng mà quá nhiều, gửi cái gì mà liên tục vậy đó, cái gì mà liên, trời ơi cứ lướt lên là thấy, lướt lên là thấy, lướt lên là thấy, lướt lên là thấy. Tao nói tao chặn, trời ơi tao chặn không kịp, tao chặn không kịp. Tao lướt lên là tao chặn không kịp, vừa chặn chính chủ mà vừa chặn những cái mà người ta đăng lại nữa. Mọi người có chặn giống em không? Ai có chặn, ai có cảm thấy mà kiểu nhức đầu khó chịu quá, mọi người comment lên coi có ai chặn giống em không. Chứ em thấy là trời ơi, em lướt lên mà em thấy cái gì mà trời ơi là trời, nó hơi bị ấy quá, nó hơi bị ô giờ vờ quá. Có ai mà lướt lên có thấy không, có thấy khó chịu không hay là thấy dễ thương? Chứ em là em thấy khó chịu, em thấy kiểu tao quá lố, cái gì liên tục mà bị hơi bị kiểu mà thể hiện quá. Mà em thì em cũng chịu khó, em vô em cầm em đọc bình luận em coi thử người ta có ủng hộ hay không, em cũng vô em bấm vô em coi thử, em coi thử coi người ta có ủng hộ hay không, mà em thấy toàn là người ta la làng không hè, người ta la làng không hè, mà không biết là người trong cuộc có đọc comment hay không, ngồi trong cuộc không biết có đọc comment hay không. Chứ em thấy là em thấy trời ơi, khán giả người ta nói trời ơi kỳ quá, ấy quá rồi đó, người ta nói như vậy. Mà người trong cuộc hình như không đọc, bởi vì cho nên là bữa nay không biết nữa, kiểu mà không có thời gian hay sao, không biết thời gian làm gì á, thời gian bận mà nắm tay á, nắm tay em thật chặt, giữ tay em thật lâu, nó nói với em một câu, nó chúng ta đi nhau cùng suốt quân cô đoạn đường gì đó. Đúng không mọi người? Để coi nãy giờ mấy tiếng rồi, nãy giờ mấy tiếng rồi, trời ơi 1 tiếng mấy rồi hả, trời ơi chửi lộn mà tới 1 tiếng mấy dữ thần gì đây. Hello mọi người nha. Thôi bây giờ 1 tiếng mấy rồi, Chí Cảnh sẽ xuống like để Chí Cảnh đăng clip trên YouTube nha. Mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ Chí Cảnh nha mọi người. Bây giờ cuối like rồi, Chí Cảnh sẽ bán vài món nha mọi người. Ai mà thương thì ủng hộ Chí Cảnh nha. Chí Cảnh có bán kem đánh răng Red siêu trắng của Mỹ nha mọi người. Ai mà muốn có hàm răng mà trắng không tì vết giống như Chí Cảnh nè thì mua ủng hộ Chí Cảnh nha. Ai mà muốn có một cái làn da, ủa cái răng mà không tì vết á thì mua ủng hộ Chí Cảnh nha, 270 giảm xuống còn 250 nha mọi người. Ai
ai mà muốn có cái hàm răng trắng không tì vết thì mua ủng hộ Chí Cảnh nha. Kem đánh răng Red siêu trắng 270 giảm xuống còn 250. Thằng nào mà nó gọi gì? Cuối tháng này chị về mua kem đánh răng. Cảm ơn chị Hoàng Mai Lê nha. Nhớ mua ủng hộ em nha chị nha. Kem đánh răng Red siêu trắng nha, 270 giảm xuống còn 250 nha. Ai mà mua thì inbox Chí Cảnh nha. Nguyễn Kim Hoàng kìa, đang xài. Ok mà em mua hôm nay em bận. Ok, ai mà muốn mua thì cứ inbox Chí Cảnh nha mọi người. Inbox fanpage tích xanh của Chí Cảnh nha. 270 giảm xuống còn 250 nha mọi người nha. Còn ai mà muốn mua dầu xanh thì ủng hộ Chí Cảnh nha. Dầu xanh là 180 nha mọi người. Dầu xanh là 180 một chai nha. Còn ai mà có bị nhức đầu á mọi người, ai mà có bị nhức đầu, bị cảm á, thì mua cái này nha. Tylenol của Mỹ nha mọi người. Tylenol của Mỹ Chí Cảnh giảm còn 750 nha. Ai mà bị nhức đầu rồi thì mua cái này nha. 325 viên nha mọi người nha. 325 viên nha. Một chai dầu xanh đó, Phương Ngọc Tho nha. Muốn mua dầu xanh thì inbox Chí Cảnh nha. Cho Chí Cảnh xin số điện thoại và địa chỉ nha. Cho Chí Cảnh xin số điện thoại và địa chỉ nha. Dầu xanh là 200, dầu xanh là 180 nha. Còn cái nhức đầu là 750 nha mọi người nha. Mọi người mùa này giờ rất là dễ đi bệnh nè. Mọi người mua một cái này đi. Cái này hiện tại nó cũng còn ít lắm nha mọi người. Rồi Hằng Phạm mua một dầu xanh nha. Dầu xanh cho Chí Cảnh xin số điện thoại và địa chỉ nha. Có chị Việt Trinh vô xem là à mọi người, nếu như mà ai mà có thương cô Việt Trinh thì mọi người vào cái TikTok của cô Việt Trinh, đó là Việt Trinh Tây Đô á mọi người.